Ngày 20 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cho biết đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 8 sinh viên để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng gồm Dương Ngô Tùng, 21 tuổi, Nguyễn Thị Hằng, 21 tuổi, Nguyễn Thế Minh, 19 tuổi, Nguyễn Hữu Phong, 21 tuổi, Hoàng Văn Trung, 21 tuổi, Bùi Ngọc Duy, 21 tuổi, Hoàng Thị Minh Dương, 19 tuổi, cùng trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, và Trần Đình Nam, 19 tuổi, trú ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Trước đó, ngày 26 tháng 6, chị L, trú tại xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, bị nhóm đối tượng này sử dụng tài khoản Facebook xưng danh Thầy Thế, tư vấn có khả năng làm lễ giải hạn, cầu tài lộc, mua lá bùa cầu tài lộc, và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp để thuê làm lễ và đặt dân tiền lễ giữ lộc. Chị L đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng với số tiền lên đến hơn 300 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền chuyển khoản, nhóm này đã không thực hiện theo yêu cầu mà chặn mọi liên lạc, mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai do cần tiền tiêu xài nên phạm tội. Với thủ đoạn trên, từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2023, nhóm đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.